bò. Các bạn nói chung đúng không? Nói chung anh không cho thịt bò. Này Liêm, có thịt bò không? Ê, bò đây nè. Cho 2 miếng thịt bò. Cho 2 miếng mà khách gọi 2 miếng thịt bò mà mãi không thấy thịt bò đâu cả. Đắt rồi, đĩa rồi. Đây là xúc xích. Chả biết ai ạ. Cho tao một cái xúc xích. Một là cái mì tôm. Mì tôm cánh gà nhá. Mì tôm xúc xích cánh gà. Một cái xúc xích. Bánh quy. Đây, khách tôi dùng thêm món gì nữa? Cho tôi một cái 2 bát ngô luộc. Bát ngô luộc đây. Luộc gì? Để tôi xịt cồn sát khuẩn. Mì nấu hơi mặn nhá. Được. Tôi xích mì. Tôi làm mì mì rang. Cho tôi ít đồ nha. Bánh quy. Bánh quy ngọt à, ăn ngon phết nhỉ. Bò siêu dai. Bò Mỹ. Thank you.
dầu vào. Bây giờ tôi sẽ làm người bán nhá. Tôi vào bếp nướng của tôi. Ở bếp nướng của tít nữa chứ. Mỗi người một cái bếp. Thân mỹ em. Hay cùng chung một nhà hàng. Ừ, cùng chung hơn vậy. Sao sẽ lại tít. Rồi. Cùng chung một nhà hàng. Tít ơi rồi. Đâu tít đâu, ăn món gì nào? Quý khách chưa tới. Và bây giờ quý khách đến. Ơ à, quả trứng này, mang lên. Vậy ngồi xuống. Đây ăn xuống, ăn xuống. Ăn. Bây giờ tít ăn món gì nào? Quý khách ăn món gì? Ăn cánh gà nhá. Theo tôi một cái cánh gà, bánh quy, thịt bò, mì tôm. Tóm lại của anh có món gì mang hết ra đây. Có món sắc khoảng tay đi nào. Bỏ dầu ra. Dầu ra nước thật luôn. Bây giờ cho nó lên tí chất cà. Bắt đầu lại. Tí sữa không? Cho tôi một chai sữa. Cho tôi tự lấy hai cái chai sữa thử. Cái ra chín lâu rồi. Cánh gà thì nèm cùng chung với cái gì đỡ tốn kém. Đấy gặm đi, ngon không? Mai ăn tiếp nha. Bây giờ rồi, bây giờ bánh quy, mẹ ăn bánh quy cho bánh món trắng mẹ ăn. Chuẩn bị sẵn đồ ăn đã. Đồ ăn của mọi người nhiều thế nhỉ? Có thể kể tên ra, nhắc tên ra, nhắc lên không, kể tên từng món một không nhỉ? Có ạ. Nào. Đầu tiên là xúc xích nha. Xúc xích ngon không? Có ạ. Tiếp theo là cánh gà này. À, cánh gà. Cái gà Tây hay gà ta đấy? Gà Tây. Gà Tây à? Ừ, gà Tây to thật đấy. Tiếp theo là bắp ngô ạ. Bắp ngô, rồi. Thịt bò ạ. À, thịt bò ngon thế nhỉ? Thịt đỏ rực. Thịt bò Mỹ. Bát bánh quy ạ. Đâu bánh quy đâu? Đây ạ. Rồi. Ngoài ra cửa hàng chúng tôi còn có menu nhá. À. Ẩm thực rất là nhiều. Úi giời ơi, rất là nhiều món, còn có cả I love you kìa. Nào. Áo đỏ kể tiếp đi. Để tiếp có những cái món gì nào, có những cái dụng cụ nấu ăn thì gồm những dụng cụ gì? Gồm có dao. Đâu? Nâng đây lên ạ. À, dao thái thịt ý hả? Vâng ạ. Ừ. Với lại cái này là xiên nướng ạ. À, cái này là xiên nướng. Vâng ạ. Đây là cái cắt bánh ạ.
À, cái này dùng để cắt bánh rồi. Cái này để lật trứng ạ. À, dùng để lật trứng rồi. Vâng. rồi. Tiếp theo cái này cũng vậy ạ. Ừ. Cái này là cái muôi ạ. Ờ, cái muôi để múc canh. Vâng. Gì nữa? Cái kia là dùng để làm gì? Cái mà có răng ấy. Ừ. Cái này để cạo vảy cá. À, cạo vảy cá. À. Ừ. Tiếp theo. Đây là cái gì? Đây là cái bếp ạ. À. Bếp từ đúng không? Vâng. À, bếp từ. Còn đây là chỗ nướng ạ. À. Là cái gì? Gọi là cái gì? Bàn nướng ạ. À. À, bàn nướng. Ừ. Còn đây bếp là nướng, cái nướng. Nồi ạ. À. Đây là nồi canh. À, nồi không phải. Nồi nấu cơm. Vâng ạ. Đây là nồi nấu canh. Vâng ạ. Còn đây là chảo để làm xúc xích ạ. Chảo rán. Vâng. Chị lên nhà rồi. Rất là nhiều đồ phong phú. Lên nhà rồi. Trên nhà. Ngoài ra còn có đây có cả sữa này. Vâng ạ. Sữa này có uống được không? Có. Sữa này là uống thật luôn ấy nhỉ. Vâng. Ngoài ra cửa hàng chúng tôi còn là mua đồ chơi về cho trẻ em của các quý khách chơi nữa. Nên mới thu hút được. Đấy. Này. Vì mình xa nhau nên mới giận hơn. Vì mình xa nhau nên mới nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào? Có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá rơi.
nhớ âm thầm. Mây nở mây sáng trong màn phố, phố hở hiên phố phố em mây về sáng không ngồi mà nghe khu thân mà nước nở tinh thầm mà nghe đôi mắt rộ lên buồn vì mình xa nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên mới nhớ nhau hoài. Trong tình tiết seu tot é fiasco. É fiasco. Những buổi chiều những sáng không còn ai nữa, sẽ chỉ buồn vui mãi nữa. Tìm về nơi sống sống từng ngày, tìm lại giấc mơ nơi thiên đường, tìm lại tình yêu chỉ còn quên nó để dòng hơi gió lên nhớ chi nữa.